Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại trực tiếp và trực tuyến với 4.500 công nhân lao động tại tỉnh Bắc Giang và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Thủ tướng bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông đối với những mất mát, nhọc nhằn, khó khăn mà anh chị em công nhân, người lao động phải chịu đựng trong hơn 2 năm qua do dịch Covid-19. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thấu hiểu và sẽ nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất để lực lượng này sớm vượt qua những khó khăn, trở lại lao động, làm việc, ổn định đời sống. Dự tại điểm cầu Hậu Giang có ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Đoàn Quốc Thực, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các ban, sở ngành tỉnh và cán bộ công đoàn, công nhân lao động trong tỉnh. Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước, buổi đối thoại ghi nhận 9 ý kiến, kiến nghị của công nhân lao động, đề nghị chính phủ sớm trình Quốc hội sửa đổi luật bảo hiểm xã hội sát thực tiễn, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc giải quyết chế độ, chính sách cho công nhân lao động bị nhiễm COVID-19. Các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp không ký hợp đồng lao động, nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, trốn đóng bảo hiểm xã hội, không tuân thủ quy định về an toàn vệ sinh lao động, hỗ trợ đào tạo, học tập, nâng cao trình độ, tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân lao động. Trước buổi đối thoại này, các cơ quan tổ chức nhận được khoảng 10.000 câu hỏi từ công nhân người lao động cả nước, tập trung vào 10 nhóm vấn đề. Nổi bật là đề nghị tăng lương tối thiểu, sửa đổi chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách về nhà ở cho công nhân và trường học cho con em người lao động, vấn đề chính sách hỗ trợ tín dụng để hạn chế tín dụng đen. Các ý kiến kiến nghị này đều được Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương trả lời làm rõ. Trân trọng các ý kiến đóng góp của công nhân, người lao động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ban ngành tiếp tục lắng nghe ý kiến, tập hợp các đề xuất kiến nghị của công nhân lao động. Trước hết là tập trung rà soát, khẩn trương bổ sung, sửa đổi hoàn thiện lại thể chế, cơ chế chính sách đối với công nhân. Thủ tướng Chính phủ cũng mong muốn công nhân tiếp tục phát huy vai trò, truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam để tích cực đóng góp có hiệu quả hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, Thủ tướng Chính phủ trao tặng quà cho 25 công nhân tại tỉnh Bắc Giang, ấn nút ra mắt chương trình Giờ Thứ 9 Cộng, một chương trình giải trí truyền hình dành cho công nhân lao động trên kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam. Trong gần 10.000 câu hỏi, ý kiến, kiến nghị, tâm tư, tình cảm của công nhân lao động gửi người đứng đầu chính phủ tại buổi gặp gỡ, đối thoại hôm nay, có tới 36% quan tâm vấn đề tăng lương. Bởi chỉ khi đời sống được đảm bảo, thì lực lượng này mới an tâm lao động, cống hiến vì sự phát triển của đất nước. Đáp ứng sự kỳ vọng bấy lâu của công nhân lao động, sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Nghị định số 38 quy định mức lương tối thiểu tháng và tối thiểu giờ áp dụng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 này. Về mức lương tối thiểu tháng, Nghị định quy định các mức lương tối thiểu dùng theo 4 dùng. Dùng 1 tăng 260.000 đồng, từ 4.420.000 đồng một tháng lên 4.680.000 đồng một tháng. Dùng 2 tăng 240.000 đồng, từ 3.920.000 đồng một tháng lên 4.160.000 đồng một tháng. Dùng 3 tăng 210.000 đồng, từ 3.430.000 đồng một tháng lên 3.640.000 đồng một tháng. Dùng 4 tăng 180.000 đồng, từ 3.070.000 đồng một tháng lên 3.250.000 đồng một tháng. Mức lương tối thiểu này tăng bình quân 6%, tương ứng tăng từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành. Về mức lương tối thiểu giờ, nghị định cũng quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 dùng. Dùng 1 là 22.500 đồng một giờ, dùng 2 là 20.000 đồng một giờ, dùng 3 là 17.500 đồng một giờ, dùng 4 là 15.600 đồng một giờ. Việc áp dụng địa bàn dùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động. Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần, hoặc theo ngày, hoặc theo sản phẩm, hoặc lương khoán, thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ, không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ.
trong thời gian qua, người lao động đã chia sẻ rất nhiều với doanh nghiệp, nhất là trong thời gian dịch bệnh COVID-19, họ phải làm việc 3 tại chỗ, đồng ý tăng thời giờ làm thêm. Người lao động cần được chia sẻ khó khăn sau thời gian kiệt quệ vì dịch bệnh và bảo giá đang tăng. Trong bối cảnh này, việc tăng lương tối thiểu dùng là đúng đắn và cần thiết. Đây cũng chính là giúp doanh nghiệp có thêm động lực để phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Thưa quý khán giả, theo nghị quyết thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp, định hướng đến năm 2025, Hậu Giang sẽ phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn, hiện đại, ứng dụng công nghệ cao và nâng cao giá trị gia tăng. Phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới, hướng đến tăng thu nhập cho người dân đạt 100 triệu đồng một người một năm, gấp 2 lần so với năm 2020. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh sẽ phát triển nông nghiệp trên cơ sở xây dựng bản đồ thổ nhưỡng, quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, kết nối trong sản xuất tiêu thụ nông sản, thủy sản và phát triển các dịch vụ hỗ trợ, hậu cần, phục vụ nông nghiệp, nhân rộng mô hình liên kết hiệu quả, hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại, hợp tác xã nông nghiệp và các tổ hợp tác gắn với phát triển thị trường, thương hiệu nông sản, thúc đẩy tiêu thụ đối với các sản phẩm chủ lực có tiềm năng, phát triển dịch vụ, hạ tầng logistics và đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ nông nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin trong lắp đặt các thiết bị dự báo sâu bệnh hại, dự báo mặn tự động và các trạm giám sát nông nghiệp thông minh.